quý vị, sau phần thông tin thương mại, chúng tôi xin trở lại chương trình. Thì chúng tôi xin nhắc lại một chút về những điều mà chúng ta đã nghe, là chúng ta là đại tộc Việt. Chúng ta là đại tộc Việt người mặt trời. Vì thế cho nên tất cả những cái gì liên hệ đến đại tộc Việt, tất cả những cái vị vua của chúng ta, tất cả những vật tổ của chúng ta đều liên hệ với đại tộc Việt. Mà Việt thì chúng ta đã biết đó là một cái vọt, đó là cái vớt, là con dao nhọn, rồi sau trở thành cái rìu và trở thành những cái vật nhọn. Vì thế cho nên tất cả các vật thổ của chúng ta đều có nghĩa là Việt, và trên con vật đó đều có một cái sắc thái, một cái bộ phận nó làm cái vật nhọn. Thì thưa quý vị, tôi nhắc lại là về cái ngành ở cõi thượng thế, cái vật tổ tối cao tối thượng của chúng ta đó là con chim cắt, tức là con chim rìu. Rìu là một vật nhọn, thì con chim cắt này trên đầu nó có cái mũ sừng. Và thưa quý vị, ở Nam Dương, cái tộc Đay Giác của chúng ta, cái vật tổ của họ cũng là con chim cắt. Và thưa quý vị, cái người Đay Giác đó, với một số các nhà nghiên cứu Việt Nam như là triết gia Kim Định, thì cho rằng đó là một loại bọc Việt, có nghĩa là Việt dòng nước. Họ cũng có trong cái truyền thuyết về sáng thế, về tạo ra vũ trụ trời đất, cũng có con chim cắt. Và một cái tộc ở Vân Nam, cái tộc này họ cũng có vật tổ là con chim cắt, và họ có cái trang phục của các vị thầy pháp, của các vị lãnh đạo của họ, đội cái mũ cũng có cái đầu con mỏ con chim cắt. Và đặc biệt là trên trống đồng Duy Tiên cũng có hình con chim cắt có mũ sừng. Con chim cắt là con chim Việt. Như thế thì cái vật tổ của chúng ta ở cõi vũ trụ là con chim cắt, và con chim cắt đó đích thực là vật tổ của chúng ta, và nó có một cái mỏ nhọn và như là rìu, như là cái búa, cái rìu, tức đó là con chim Việt của chúng ta. Và cái tộc Naga làm cái tộc Âu Naga ở Vân Nam cũng vậy, họ có cái rìu thờ là cái rìu hình đầu con chim cắt. Và thưa quý vị, Ao Naga, chữ Ao là chữ Âu, Naga là con rắn nước, tức là con rồng, tức là lạc. Và Âu Naga chính là một cái tộc liên hệ với Âu Lạc của chúng ta, và họ có cái rìu là con chim cắt. Đây chính là cái rìu Việt, cũng giống như cái điền Việt, cái họ có một cái rìu Việt cũng là hình đầu của một con chim cắt. Và ở cái ngành gió thì chúng ta đã biết ở trong những chương trình trước, đó là con cò Việt, con cò gió, cò lang ở trên trống đồng, mà hiện nay các nhà làm văn hóa hiểu lầm cho đây là con chim lạc. Đó là cách diễn đạt hoàn toàn sai. Đây là con cò Việt, cò lang ở trên trống đồng. Và ở vùng đất thì đó làm con thú Việt. Con thú Việt đó có hai cái lọc nhọn, hai cái sừng, có hai mấu là hai cái cọc là thái dương, là lửa, tức là con thú Việt. Và tiếng cổ đó là gọi là con cọc, như chúng ta thấy ở trên cái bàn chơi đánh giải trí gọi là bầu cua cá cọc. Cọc ở đó là con hươu, chứ không phải là bầu cua cá cọp như chúng ta thường gọi, vì ở trên cái bàn đó không có con cọp mà chỉ có con hươu mà thôi. Thì cái hình bóng của cái con hươu Việt, hươu cọc mà sừng hai mấu, còn thấy ở trên trống đồng Sang Giang ở Nam Dương. Đây chính là vật tổ của chúng ta, đây chính là con thú cọp, con hươu Việt của chúng ta ở cõi đất. Và thưa quý vị, ở Việt Nam chúng ta cũng có cái con hươu cọc đó. Cái con hươu đó chúng ta gọi là con mang gạc hay là con muông gạc. Chứ mang với chữ muông có nghĩa là con thú, gạc là sừng, tức là con thú có hai cái sừng. Cái chữ mang gạc, chữ muông gạc đó chuyển qua tiếng Anh gọi là con muôn rắc. Và thưa quý vị, cái chữ muôn rắc đó chính là cái từ phiên âm của tiếng Việt muông gạc.
tức là chỉ cái loài nai chỉ có hai cái sừng thôi, là vật tổ của chúng ta, tức là con thú Việt, con hươu Việt. Thì ở Việt Nam mới đây, hồi xưa ở cái vùng Vũ Quang đó còn tìm thấy một vài con thú rất là hiếm, đó là con mang gạc, mà cái này thuộc loại lớn. Đặc biệt của con mang gạc như tôi nói hồi nãy, nó chỉ có sừng, chỉ có hai mấu, và cái miệng của nó có cái răng nanh. Đây chính là con hươu Việt, con thú Việt, con chim biển, là con thú biểu tượng ở cõi thế gian của chúng ta. Và thưa quý vị, thì cái con mang gạc, con muôn gạc, con thú Việt này, thì quý vị đó, nó là con thú chủ, sau nó thần thoại hóa ra con kỳ, nằm trong cái nhóm con kỳ lân. Thì quý vị thấy rằng là con này có sừng hai mấu, và con kỳ lân cũng có sừng hai mấu. Con mang gạc, con thú Việt này có hai cái răng nanh, thì cái con kỳ lân này cũng có hai cái răng nanh. Và con thú vật này, thuyệt này có hình giống như con chó, vì thế cho nên nó có cái trứng sủa giống như trứng chó, nên còn gọi đó là bạc kinh đia, tức là con hươu sủa. Mỗi cái lần mà nó gọi con cái, nó như là nó sủa như con chó vậy, cho nên còn gọi là bạc kinh đia. Và cái hình dáng của nó giống như con chó, cũng giống hệt như con kỳ lân. Thì tôi nói thêm như vậy để cho quý vị thấy rằng là tất cả các vật tổ của chúng ta đều, có nghĩa là con thú Việt đều có một cái bộ phận là một cái vật nhọn, ngay cả con rắn của chúng ta cũng vậy. Thì cái con rắn Việt cũng là con rắn có cái sừng, như chúng ta thấy ở trên cái đầu của cái trống Ngọc Lũ và Hoàng Hạ. Thì cái đầu của con rắn nước nó có cái sừng, thì đây chính là con rắn Việt của chúng ta. Rồi sau này cái con rắn Việt này nó biến thành con rồng. Và thưa quý vị, ngay cả con cá ở trên trống đồng Ngọc Lũ cũng vậy. Thì con cá này nó cũng có cái mõm là hình cái nọc, cái mũi tên, mũi mác. Và đây chính là con cá Việt. Thì thưa quý vị, tôi nói như vậy là mục đích cho thấy rõ ràng là vật tổ của chúng ta là những con thú có một cái nọc, có một cái vật dương tính, và đó là con thú Việt. Vậy thì cái con cá sấu hồi nãy chúng ta nói ở trên trống đồng Hòa Bình đó là một con cá sấu, và nó có cái mũi nhọn, nó là con cá sấu Việt. Và chúng ta tự hỏi rằng là con cá sấu Việt đó ở trong thiên nhiên nó là loại cá sấu gì? Thì thưa quý vị, ở trong thiên nhiên, ở trong cái địa bàn của vùng Đông Nam Á của chúng ta, có một loại cá sấu, mà cái con cá sấu đó nó có cái mõm nhọn như là cái mõm dao, lưỡi dao, như chúng ta thấy ở trên trống Hòa Bình. Và con cá sấu mõm dao đó, cái tiếng thông thường gọi là gavian, và cái tiếng danh từ động vật học đó là cái gọi là histostoma. Histo là trẻ, soma là cái miệng nó như con dao sắc. Và thưa quý vị, nó con cá sấu có cái mõm dao đó, nó nằm trong cái nhóm cá sấu gọi là garian. Chữ garian, nó có chữ ga là gạc, tức là con cá sấu gạc. Nó có một cái sừng, nó có một cái vật nhọn, cái mũi nhọn. Và thưa quý vị, đặc biệt là những con đực, ở đầu cái mõm của nó có một cái cục thịt giống như cái sừng bằng thịt. Thành thử đây là con cá sấu sừng, con cá sấu Việt, mà cái danh từ của nó gọi là garian. Và chính đây là vật tổ của chúng ta, con cá sấu lạ, con cá sấu Việt, con cá sấu gạc, con cá sấu lạc và con cá sấu Việt là vật tổ của chúng ta. Rõ ràng là con cá sấu vật tổ của chúng ta nó có cái mõm nhọn như mõm dao, và nó có cái sừng là cái cục u ở trên cái mũi của nó. Thì cái con cá sấu này còn thấy rõ ở trên cái thạp đồng Đào Thịnh, thì cái đầu thuyền của nó, thưa quý vị, đây là cái thuyền nó phóng lớn lên, ở cái mũi là hình của một cái con vật ở dưới nước, và trên cái mũi nó có cái cục u cực sừng. Đây chính là con sấu gạc, đây chính là con sấu Việt. Vậy thì cái hình của cái con thú ở trên cái trống đồng Hòa Bình đó là con sấu Việt,
con sấu gạc, con sấu gavian, con sấu garian, tức là con sấu biểu của Lạc Long Quân. Và thưa quý vị, thì về sau cái con thú đó nó thần thoại hóa thành những cái dạng mà chúng ta gọi là thù luồng, nhưng mà gọi theo Hán Việt thì đó là những con giao long. Thì hình của con giao long còn thấy rất nhiều ở trên các đồ đồng Đông Sơn, như ở đây là chúng ta thấy là ở trên đào thịnh, trên cái tháp đồng Đào Thịnh thì ta thấy cái hình giao long rõ ràng, hình của nó là hai con cá sấu. Và cái hình giao long này nó có cái cuộn lại, thì đây là cái chữ nòng nọc của cái chữ móc nước, là của sóng nước, cho biết rằng là con vật này sống ở dưới nước được, là con cá sấu. Và đây là quý vị thấy rằng là hai con cá sấu nó có cái sừng, đây chính là sấu Việt của chúng ta. Và đây cũng là hai con giao long có cái móc nước, tức là ở dưới nước. Thì quý vị thấy rằng là con giao long đó là con thuồng luồng của chúng ta, nó là một cái vật thần thoại hóa từ con cá sấu Việt của chúng ta. Thì thưa quý vị, chương trình đã hết ở đây, thành thử chúng tôi xin chấm dứt ở đây và xin hẹn lại gặp quý vị trong những chương trình sau. Và thưa quý vị, nếu quý vị còn muốn biết rõ thêm những chi tiết thì xin tìm đọc những cái tác phẩm của chúng tôi, như là Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dân Việt, tức là bộ sử miệng, hoặc là tìm đọc quyển Khai Quật Kho Tàng Cổ Sử Hùng Việt, tức là bộ sử sách, hoặc là bộ sử đồng Giải Độc Chống Đồng Đông Nam Á, tức là bộ sử đồng, hoặc liên lạc với chúng tôi qua cái địa chỉ email là ngxuanquang@aol.com, hoặc là vào cái blog của chúng tôi là bacsinguyenxuanquang.wordpress.com. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.